Bắn rank. Ôi có leo pass. Thịt mẹ leo. Rank nghe phải ít anh Dũng nhỉ? Phải ít cho nó chạy hát em ơi. Ok. Leo mấy giờ rank? Có anh Dũng đây tự tin bắn phải ít luôn, không phải lằng nhằng nhiều. Thật. Bắn cho anh lên lừa hai cái cho nó dạng danh non sông rồi nào. Level 2. Anh Dũng Thâm Liên chục năm level 1 rồi. Không, thật ra cũng có một khoảng thời gian bằng cái sự nỗ lực của bản thân cũng như là lựa chọn đồng đội tốt thì anh cũng lên được level 3, nhưng mà nó xuống nhanh quá. Nhưng mà cái level 1 này anh bắn 2 năm. Có nghĩa là mình lên level 3 nhưng mà nó chưa có nền tảng ấy đúng không? Đúng rồi, nền tảng nó chưa vững. Như kiểu thằng leo level 10 fake thì mạnh. Không anh ơi, em nó là cục cá ở trên này rồi. Cục cá. Nó có kiểu gì nhỉ? Level 10 fake, cày đéo thì chịu được. Oh hello there. Maziu là thằng nào ấy? Pro của Ấn Độ anh ạ. 2008 Melo, 2781 này. Quay học rồi. Mấy thằng Ấn Độ bán hay lắm. Biết sao không? Kỹ năng tay nó tốt. Ăn bằng tay nó mà kỹ năng tay nó tốt. Cái đi. Bạn nó bê đéo ấy chém dao mà. Sờ phon rớt bê. Nghiện. Rớt bê được mà. Trong những cái dao quan trọng như này tao chỉ tin tưởng vào leo. Cút mẹ em dao leo. Đi cơ. Thằng leo. Cái đéo chứ bên kia cũng thế. Bên kia cũng thế. Ở bên kia có thằng leo. Có từ từ đừng qua cửa. Lùi. Không nhất quyết không qua. Anh kiếm được shot rồi. Đây để em lấy shot của anh. Vào sai đi anh em ơi. Anh em vào. Đừng nhảy xuống nó chém chất. Lùi. Anh Dũng ơi. Đéo chạy nhanh. Đây về đây. Chém. Chém. Đôi. Rồi. Còn mẹ. Vũ khí không chém dao. Anh Dũng đéo chạy chậm quá. Còn mẹ. Lên gần đi. Lên gần cùng nhau. Không phải smoke đâu. Ba anh em lên. Lên đây. Anh Dũng có smoke không? Anh có. Ném đi. Ném vào đâu? Ném vào chat city này. Đây đúng rồi, chat bên. Đấy, đúng rồi đấy, em ạ. Heo đâu được. Đấy, phải có rồi. Không, quả đấy phải pick được thằng đấy. Kìa, shot. Quả đấy phải pick được thằng đấy, không cần smoke. Rồi kìa, một nữa kìa. Mẹ, thằng giờ One nó giết 4, giết 3. Quả đấy phải pick, anh pick được thằng đấy thì thắng. Thằng leo phải đi sát tao đi, mẹ tao bắn nhau thì ra bắn cùng đi, địt mẹ này. Lại. Bắn mấy trăm hiệp thì thằng em đi sau lưng bảo đi để cởi mạng đeo ra, cứ đứng chờ. Ba shot không có long. Rồi, shot nữa. Một thằng có shot luôn rồi đấy. Smoke đi, mày có smoke mà. Smoke còn gì anh, chơi luôn. Tí vẫn phải smoke ở. Kìa, chầu đầu bên trái, một thằng bên phải, hai thằng ở đấy luôn. Hai thằng đấy. Nó sợ mày mà. Rồi một thằng nữa cuối bên trái. Rồi kệ nó smoke ngồi chờ. Nó one way. Ngồi xuống one way cho địch ấy. Hay! Ui. Bạn được bỏ bạn quả kinh thế. Mắt đấy. Mắt cú. Không quả đấy là may là Đức Bo ngồi xuống cái thằng kia nó nhìn thấy gì. Rồi. Ra đi. Rồi, hai. Kia nữa. Đấy giết luôn. Smoke lên luôn. Smoke đi, anh smoke một quả này. Smoke của anh em đâu hết rồi. Mẹ ra lúc lồn là cũng là tao nhỉ. Cay thật. Trắng. Đấy nhảy qua này. Hai. Trên bom cuối. Đổi mạng, hai. Ui dụng bắn kinh thế nhỉ. Ui anh ơi. Anh nhìn thằng có cái thằng level 10 fake ở cuối bảng kìa. 036 nhỉ. Mẹ. Anh em cắn hết của em rồi. Cắn con mẹ mày. Cày đéo để chịu tao thì tao chỉ thấy anh em đéo smoke, tao đem smoke cho anh em đi con mẹ mày. Đúng lúc nó bung vào lát nó nhảy qua. Đen đéo để chịu được. Anh nhắm mắt rồi, đéo bắt. Rồi. Không nhìn. Rồi lên. Hai. Cái đéo cái ô tô kìa. Cứ địt mẹ mấy ông này cứ làm cái con cặc cái đéo đứng ô tô nó bắn sực cao à. Lửa ấy bọn. Lửa. Mẹ. Phải lâu địt mẹ sực cao lại bắn trên tay. Lại tao à. Đéo hiểu. Xuyên luôn. Em không chết ô tô à? Cơ không, ô tô không có địch mà ba ông này chốt kín quá. Thằng ở city nó chạy cái ô tô nó bắn sực cao. Mà tao vừa ngó đầu ra lại vào đầu tao à, địt mẹ. Địt buổi chơi game nữa giờ. Đéo hiểu tại sao đây là mình à, địt con mẹ.
Đi mẹ, anh nhảy xuống pit rồi, thằng Leo nó bảo anh đừng có nhìn nhé, thì tao nhảy luôn. Em đang nhìn lên sai. Con em vẫn anh quay lưng trước này. Có sự. Đâu? Sai. Lùi lại sai. Hai. Oh, City, phải có smoke cơ. Cái đít mẹ Leo lại làm cái lồn gì đây? Smoke cái kia, hỗ trợ cái lồn đi. City off. Ơ, anh Dũng. Trả smoke đi, có smoke trước mặt mà. Trong xác ấy. Ủa trời xác anh Dũng. Đây rồi, cồn đấy. Thả có smoke đi. Nó nhảy qua được Bunny. Rồi, nó ở dưới City rồi. Hoặc có thể đi shot được. Cứ đặt đi xử lý. Có lửa. Được. Được shot là xong. Cây City gần rồi. Nó đi được City đấy nhá. Gần rồi. Ui trời ơi. Đức bó tao bảo mày gần rồi mày. Mày mà nó mặt trượt. Vãi lồn rồi. Tao bảo mày nó gần rồi. Thằng Đức bò này. Quả đấy mà tao mà cao huyết áp. Mẹ cái thằng Leo bắt cứ làm cái trò cặc cay đéo thì chịu được. Đi mẹ. Leo pháp xuống cái Leo. Em phúc pick này. Cứ tưởng lúc đeo là cũng tưởng. Level tưởng chứ level 10 cái đéo thì là em nghĩ cái địt mẹ mày nó vừa bắn chết tao xong. Vừa làm vừa gương xong địt mẹ thằng anh vừa làm gương ra đấy. Thận hở nhá. Hở vãi đái. Flash đi. Flash. Sót. Chết rồi. Giờ đợi phốc gần. Đợi giờ. Thùng đi ra. Đấy, cẩn thận thùng đi ra thôi. Ở ra ngoài đi ra ngoài. Đợt log nhá. Cái city cho em anh Leo ơi. Ngồi tù quá. Cái shot đi, cường shot đi, anh cái city cho. Long đi mày phải bắn đi. Mẹ mày cầm op. Con mẹ long. Op thì mày nấp hẳn đi được. Một long một city. Anh dụ yếu bạn yếu thôi. Hai. Mày cái thằng level 10 fake Leo Pat này. Cày thật. Leo ạ, đi về. 2612 kìa. Nhìn anh Dũng nhà mày cái kìa. Mày e này. Rớt long đi. Hai cái địt mẹ à mày. Địt mẹ mày. Bom men chỉ leo phát giòn tan. Rồi hai. Xuôi vô, xuôi vô. Ôi. Lần sau bắn. Hai xe bom hai. Mẹ. Đéo bắn được nó cứ nhảy. Một long. Long pit yếu. Hai trên shot. Bắn xong. Hai bom rơi giết được long. Từ Đức Boy. Thằng Long phải lên. Thằng Long một pit. Pit. Hay rồi. Dốc city đây rồi. Hay. Toàn tên tao đấy, địt con mẹ. Không, cái quả đang bảo là cái quả vừa rồi bắn không bắn được vào đầu địch đâu các bạn ạ. Địt mẹ nó chơi nhảy nó chạy bắn khó vãi đái ra. Chạy qua nó bắn sơ cáo. Điên à. Đúng lắm. Thôi được rồi, bỏ đi. Lên sót chết một. Nữa. Ba mồm rồi. Có cả tiêu ấy nữa hay. Một mít này. Một tiêu ấy sọc cao. Bom rơi sót. Ôi anh Dũng lùi nấp. Ôi chạy đi. Sót một sót một mít. Sót chết này. Em kêu mít này. Làm mẹ hết rồi. Tập Sipo. Thì phải. Anh phải bắn hộ. Tập Sipo bắn mấy cái góc tầm xa xưa. Hay. Nhà nó à? Sót à? Cẩn thận sót. Hai. Mày à. Thấy chưa? Thì mẹ anh bắn ở cái bên VNPT bưu điện thì mẹ thông tin nhiều vãi lồn. có tiếng mít này. Kìa. Các ông bắn. Ôi nào cai cứ giữ đi. Nó lửa city này. Ok. Nó smoke city này. Địt mẹ mày mít tù mi hai thằng. Sao đéo ông là các ông đéo hỗ trợ để anh Dũng solo đấy là sao? Rồi. Bình tĩnh. Hai. Đâu cuối? Một nữa, hai. Trong sắp tăng rồi. Ủa, sợ biết hai. Mày. Vai lồn câu này bắn nịt mẹ mày hai ông cứng nhất thì bắn ở trong B. Để cho anh Dũng solo mid à. Tao đéo hiểu chúng mày để cho ông level 1 solo mid. Chúng mày chơi game của lồn đi B chuyển một thằng ở trong B thôi. Bắn hai mid đi. Anh Dũng mới xuống đây chỉ cả mẹ. Đây luôn để cho level 1 solo mid à. Đéo thì chấp nhận. Anh ở bên NA, team solo mid. Anh cũng về hướng city. Này lock đâu cái. Phải bắn kẹp vào đây cho anh. Địt con mẹ mày lại 2 mid ạ.
Bom men lên gần đi, em bắn kẹp với anh. Từ từ, anh bị lửa. Rồi rồi, lên được gần. Gần rồi. Hai luôn. Một đứa bom men bắn cho em. Đây đây. Hai luôn, hai luôn. Chết. Hai bom men. Ở sót rồi. Rồi, hai. Con mẹ anh em tao phối hợp như này cơ mà. Một đấy, một trong bay bỏ đi, bỏ thằng đi anh Du ơi. Cho đặt bom. Cái mít đi, cái mít, cái mít, cái mít. Bắn đi tách. Kệ đi. Kệ đang trong B. Ở trong B. Cẩn thận lửa, anh Du, cẩn thận lửa. Em có một quả flash này, từ từ. Rồi từ từ, ném flash vào luôn. Đi vào gần đi. Ném 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 nhanh nhanh nhanh. Rồi từ từ. Nổ vào. Bục 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 xa một, bục xa hộp với đống gỗ, đống gạch, đống gạch với bục xa, đống gạch, đống gạch với bục xa. Bục xa một, đống gạch một. Mẹ anh em. Quả nó ra lo ngày bom này. Có flash không? Flash cho em. Em đợi anh flash quả của anh. Từ 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 thôi. Một quả trước rồi. Rồi, quả nữa đây, quả nữa đây. Smoke trúng người. Một máu, một máu. Hai thằng, hai thằng. Một máu. Ôi thằng, thằng một máu. Vẫn đang được thùng xanh, thùng xanh, thùng xanh, thùng xanh. Ok, thùng xanh, thùng xanh. Ôi. Mẹ mù ạ. Flash của ai đấy? Của địch. Kiểu nó lấy shot được kìa. Bắn nhau mấy. Một shot, một long, long yếu. Đi long luôn Leo ơi. Một shot, một long. Làm gì đấy, đi long luôn. Một long. Long đẩy lên A rồi. Một shot, một long. Lên chưa, long lên chưa? Long chưa, chưa lên. Ui, địt mẹ, vẫn là shot, vẫn là shot. Anh Dũng trèo lên shot làm gì, sao đi city ấy. Ra bắt thằng long đi, tên Leo, tự tin nên nó chỉ được pit thôi. Oh. Em nghĩ là nó phải lên sai. Lên gì, bây giờ thằng shot nó có lên đéo đâu. Đẩy lên luôn. Một thằng long, một thằng shot, shot trong bom. Bỏ. Thằng long chắc đứng gần đấy. Thằng long đứng pit là đẹp, còn đéo gì nữa. Hai thằng kê thẳng hàng, một thằng đứng cái thùng gần. Đứng ra một xác kìa. Lần sau đừng bò cái kiểu những chỗ đấy, trời ơi. Hello. Để bắt Inferno mới gọi về tấu hài để leo đi. Không, Inferno là về mà, về nhà của anh rồi. Nhà. Mày có nhà hả Leo? Không nha, nhà em là hàng xóm nó vào nó ngồi giữa nhà mà. Cái gì mẹ mày gỡ, tức là nhà thì có nhưng mà hàng xóm toàn đang vô duyên đúng không? Nó sang nó tát thằng chủ nhà như con. Rồi, chào chào chú Leo, chú vẫn ở nhà hả? Búp búp. Thịt mẹ là anh nhá ở city như thằng như thằng Parkinson đấy. Đấy, giật 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 hai thằng mít. Cái này cái này người ta gọi là nhà chứ không nhà đấy. Đừng mất súng nhá, hai. Ngồi ok, ngồi. Nấp 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 đi, nấp đi rồi rồi. Nấp đi. Rồi. Nó vào B, nó vào B này, nó vào B này, vào B luôn. Đừng ra, đừng ra anh Dũng ơi. Thôi nấp đi, flash kìa, flash kìa. Ra. Bắn từ từ thôi, bắn từ từ thôi. Ôi, hai yếu, hai không buộc yếu. Ôi. Cả hai đều yếu, cả hai đều yếu. Yếu tinh thần hả anh? Yếu hết. Yếu hết, yếu hết. Một đầu tròn. Rồi, thằng kia yếu, thoải mái đi đi boy. Hốc tối. Hốc tối không phải ném nhiều đâu. Ra bắn đi, ra bắn đi. Đừng. Rồi, bắn hốc tối luôn. Giật ra. Đúng rồi. Giữa đường ấy. Mày có kia giữa đường. Rồi, lấy cái cột kìa. Hai. Kinh nghiệm clutch Đức Bò. Ôi thôi. 300 đô đi mẹ, đúng là con nhà giàu đi, con mẹ mày đốt tiền luôn. 300 đô nhân lên là 7 triệu đồng mà nó tiêu trong cứ 1 giây thôi là nó đốt hết tiền rồi, chả cần tác dụng. Mẹ mày chắc chắn đúng là kiểu con nhà Mai Hoàng có khác. Con chủ tịch Mai Hoàng tiêu tiền nó đi, mẹ mày đốt tiền luôn. Xả sao bốc đi anh ơi. Ở đâu rồi? Trên lầu ấy. Quả smoke đẹp anh Dũng. Dưới này. Quạt quầy đẹp thế anh ơi. Cả sớm ốc. Rồi đây anh Dũng ơi, từ. Em về đây, em cho anh lên. Bỏ nối rồi sao? Lên. Ông biết đấy. Rồi. Đừng ra, nó cắm. Ôi trời ơi, béo quá, thôi. Thôi. Hai mươi đen này. Ôi về. Anh giữ đấy, được. Dập lửa. Em back. Rồi hai. 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 B chết 2. B chết 3.
mít cuối, mít cuối, mít cuối, mít cuối. Mít á? Mít, 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 mít. Mít, 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 ok, ok. Rồi, cứ thoải mái. Bom đây, bom đây, bom đây, bom đây, bom đây. Đây đây. Không không chết, anh em không chết. Kệ đi. Đây anh giữ, anh giữ, anh giữ đường này. Kết luôn đi, Đức Bơ. Chúng sai mà. Trong bom rơi chuối. Anh biết khối nhưng em kẹt xe. Rồi rồi rồi. Hai. Nhờ ui. Anh phải tỉnh vãi lon. Anh vẩy, thắc đéo gì vẩy khế đâu em. Đây đây đây, nó qua đây. Địt mẹ mày. Anh kê. Từ 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 anh ơi. Im im im. Lên 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 lên. Anh lên, anh lên, anh lên. Em lên đi, em được, anh nhảy trượt. Ok, anh béo đúng không? Anh béo, anh không hợp leo trèo, để em lên. Rồi. Mẹ nó chuẩn bị địch B này, anh em mình hốt hết này. Anh em chuẩn bị chứng kiến màn 2 đổi 3 bom xe B mà không chết ai. Mẹ nó còn có 2 thằng ở đi B thôi anh ơi. Đừng đừng dưới thẳng dưới chân em anh ơi. Ở đây đây đây. Đấy, nó chuẩn bị bom chay vào này. Bắn phát vào đầu nó luôn này. Tiếng ngắm của anh nào cay à? Ừ, hiện tại anh đang. Ui giời ơi, mẹ nó lách cả cái bắn chết mình luôn ạ. Cay thế, một nối. Đây là một nối một. Rồi đi đi đây 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 đây. Ui thôi thảo rồi. Nó biết ai yếu lâu, lâu. Ôi giời ơi. Sao anh em bị mấy thằng DE bắn vãi lột thế nhở? Con mẹ mày ngu chứ con sao nữa. Cày. Đéo được chấm. Cày cày cái lột đi mẹ. Chờ chờ anh comment bom. Trong bom một. Một cái sẹo kia. Hai trong bom hay sao ấy? Ờ. Thưa. Trắng 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 trắng. Chết. Rồi, trong bom, trong bom cuối. Kìa bắn đâu em. Ôi, anh đừng flash quả đấy thì đẹp con vợ. Làm em. Anh leo quả đấy sao? Anh không số pít nhỏ nữa. Ôi hiểu địt mẹ cái thằng level 10 fake cay vãi cả lồn. Leo bị thằng bắn đem bắt. Địt con mẹ mấy lần rồi, lần lớn nó cũng như lần lồn. Bye đê, tiền này thì chả bye. Địt mẹ đồng đội chơi game cay đéo là chịu 5 vết 2 ạ. Đéo là tin. Bắn đâu em leo. Bắn rồi. Lầu ra được 1. Leo bắn cho em. Lâu yếu. Đừng bom ơi, nó ở bao cát kìa bom ơi. Một mít. Ủa nó chưa biết em, nó chưa biết em đâu. Biết rồi. Thằng này ở đâu cũng biết. Mít. Chưa hẳn anh em một mẹ nào. Biết rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Kìa. Hai. Kìa xong. Bom B nó vẫn là bất tử đúng không anh Dũng? Được em ơi. Mày luôn, mày lách cái đi đường khó quá, à, khéo quá đúng không? Nó đéo nhìn thấy mày, nó nhìn thấy tao. Em lách sang phải. Thì em em quăng sang phải, em nghĩ rồi đúng không ạ? Không anh cũng lò dò đi sau bom men, hy vọng cũng được cái mấy mạng nếu có. Mẹ bom xe A bắn chán đéo thể chịu được. Hai ông level 10 mà ông level 4. Kiểm điểm bản thân đi anh em. Tấm chân nhau. Thì anh em phải tự giao tiếp với nhau chứ đi con mẹ. Leo quả đi đấy, đứng, còn đứng sau quả lửa. Đi, đi về bỏ ra. Anh chạy. Đây lên đây, lầu lên lầu luôn. Đứng bỏ. Mày đứng đứng sát phải, kê trái cho anh. Anh đứng sát trái kê phải. Rồi. Nó này gần này, gần bên trái có một này. Đây có này. Trả đi anh. Vào luôn này. Vào luôn, vào luôn. Mẹ nó cay thật. Mẹ nó chạy thẳng vào luôn ạ. Lại rút về rồi. Kệ đi, kệ B đi. Nối kê chưa? Rồi, nối đang kê rồi. Mẹ móc đái quá. Đái phải lâu. Nó mất một người kìa, 3 vết 2. Rồi, 2, 2, từ từ, có con B không? Còn B. Còn B thì B cuối rồi, còn một thằng thôi. Anh đẩy này, leo nhanh lên. Quắc cái địt mẹ cho mày à. Nó đặt bom rồi. Đặt bom rồi ạ? Chưa. Cứ không thấy báo. Chưa. Anh kê sau lưng rồi. Mày cứ kê bên đấy đi, anh kê bên này rồi. Mày nhìn ngách ấy. Ngách một. Ngách thôi, nó vào rồi. Rồi. Vào đâu? Trong bom rồi. Đặt bom. Bom thường. Chưa. Trong bom nhá. Thằng lồn đấy đang làm gì? Nó sợ. Bom này, bom thùng trước mặt mày, leo ơi. Đây bom này đặt rồi. Còn mẹ vẫn phải để mình ạ. Thì em chỉ nhá thôi, bắn được nó luôn. Ôi trời ơi. 78 tỷ số đẹp đó nha. Bao.
Để em đái cái. Còn phao không? Còn phao. Anh em thấy anh em ở bên mình có chết có 6 7 mạng cơ. Toàn là về chạy về A cứu. Toàn đi cứu bom. Ờ. Thương anh em. Thương em. Anh em mình ở B cũng là duyên phận, cứu về A cũng là duyên phận. Thương em. Ờ, em chết bom hơn bom men 6 mạng kìa, vãi lồn. Anh em anh có chết đâu. B tao và anh Dũng canh có thủng mắt nào đâu. Chúng nó không dám vào. Thằng Đức bò dại, mẹ tao thể mày nhá, mày nó mà phi nhiều, mày gọi thêm một thằng nữa lên. Được chưa? Không, thì phi lâu nhưng mà em chỉ được bắn có 3 round cuối thôi mà. Mấy round trước toàn anh leo bắn mà, em bắn đéo. Mẹ cay vãi lồn, chia vị trí rồi. Đức bò canh lầu, quay lại chết, toàn đều leo, bắn pit chết. Địt, con cay rất là chịu anh em chơi game. Thì chúng mày phải nói ra đấy chứ. Thế tao ở bộ CB, tao đến lúc tao phải đi hỏi lại, ơ sao tại sao lại thằng leo lại cứ như thế mà. Đến lúc sau mới biết là hóa ra thằng leo cái pit. Anh em chúng mày đi chả giao tiếp đâu. Leo chạy xuống pit. Leo chạy xuống pit chưa? Cái vậy đấy thì phải bảo với nó đi. Chúng mày có mồm cơ mà. Round thứ hai là anh leo bảo mày xuống boiler đi, anh bắn lầu cái pit cho. Thì ok. Cho cái thằng ngu bắn pit, cái vị trí cần IQ nhất cuộc đời. Tao thề mày vị trí pit là vị trí cần não nhất. Cho cái thằng nịt mẹ mày tay to mà não đéo có đi nè. Cay đéo chịu được. Pit lồn thì toàn để mấy thằng tech này nó bắn vào mồm. Ngu đéo thì thả được. 15 minutes later. Này chan bể. Mày đi đá có bị hắt xì không hả Léo? Không anh. Ơ tập thì mẹ đi đái hắt xì thì nó bị kiểu rung 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 xong nó vẩy ra quần đấy. Giờ vãi lộn. Nãy giờ anh em tao chửi mày vãi lộn mày phải hát gì. Đối một. Tao cùng nhau đấy. Hai một. Có một thằng. Đi lẻ quá. Một pít. Chết lâu, chết lâu, lâu. Chết cho bom. Trong sai. Thật đáng đó. Ít mà em trong sai 3 thằng. Anh em. Chắc là trong bom gì thằng anh. Em bắn chết 3 thằng rồi đấy. Từ từ. Nó chả bom. Ơ đây một trước mặt này. Một gần. Sắt trái. Một CD chết. Gần chết. Hay. Đặt bom luôn này. Ơ. Ôi hay. Anh Glock thôi. Đổi chọn vị trí đẹp đi. Rồi nó cay đứng đây. Đứng sắt trái đi. Ôi nó. Một chuối. Nó cái khỏe, ok. Một đường chính. Thế mày phải giết được thằng đường chính. Chúng bằng mẹ rồi. Mồm luôn. Em, có đấy. Súng em làm sao? Súng trước mặt luôn kìa. Cái này ấy. Khó quá đâu. Gần được thôi, nay chai. Lát boiler đi. Cái lửa đường chính luôn này. Có lát này. Ôi đừng, một quả lửa thôi anh em. Nhiều đấy. Này chết đầu không? Này lồn nữa boiler kìa. Sao cứ bắn cái thằng sau bốc làm cái gì? Đi mẹ. Anh em về nhỏ ấy, ném sốc vào nhỏ luôn này. Ném bài B đi, bỏ đi leo ơi. Anh B này, về đây. Anh fake một quả smoke trước này. Ném luôn bài đi, đừng fake vùng cái nữa, hết giờ rồi, ném vào luôn đi em ơi, không fake. Vào luôn đi, nó chặn mít rồi. Rồi một CT, bỏ CT đi. Bỏ CT trong bom. Tầng 2, check tầng 2, CT, chưa check. Chóng. Giờ trong quát. Đức bò ơi, ai tanh như thế em? Trong đời làm gì có thằng nào tanh như mày? Lần sau em tanh vào, em phải tanh vào check quát chứ, em kệ con mẹ là con nick đi. Đẩy lâu sẽ biết rồi, anh em chuẩn bị bắt thằng đấy là về luôn nhá. Anh em kê cống ấy. Anh Dũng đi thằng leo. Đi thằng leo. Bắt thằng đấy là về nhá. Quát. Ui địt mẹ, mày đến second mid rồi. Vừa nói xong, trời ơi. Về tận nhà mình rồi. Ui ôi. Về A luôn. À clear. Ra được mid, giữa mid có. Chạy lâu. Đéo hiểu được cậu nghĩ gì. Report thế. Chạy đi. Đi xuống luôn này. Cẩn thận boiler. Để xuống bom. Vào trong bom ấy. Vào bom luôn đi. Anh phải cương nhau mà. Thôi cứ thoải mái đi. Một boiler vào luôn. Boiler. Hay.
Em đẹp nhá. Được, em smoke long rồi. Lâu là chịu nhá. Ôi, từ. Ôi giời. Còn mẹ. Quá nhỉ. Đi bắt như thế rồi còn con mẹ. Ok lại rồi. Leo ơi, bắn hộ anh. Đi mẹ leo. Cày vãi luôn. Leo ơi, trong sáng kia kìa, leo leo. Leo, leo ơi. Leo, đi con mẹ leo. Ra rồi, ra chưa? Trong nhà sáng, leo ơi. Leo vào gần nhà sáng đi, em buff flash này lên cho. Cầm bom VA này, cầm bom VA này. Buff flash này lên này. Nối cuối. Hai con hai thằng, một thằng phải hai nối. Cái đéo đây. B1. Ơ cái đéo xảy ra đây. Bắn. Nó vẫn ở đây đấy. Trời lồn, thì mẹ thua nhảm vãi luôn. Ôi đang định gọi mọi người vào về B đi. Trời ơi. Địt con mẹ thằng leo cay vãi lồn ạ. Mẹ ơi. Đây rồi, đây rồi. Lồ. Mày vào mày chịu tao cái thằng leo pát cái tập bệt lắm rồi. Mẹ, bất chị lực ai, rồi. Chị ai? Leo pát. Mẹ mày nhà. Nhà tao ba đời chị mà còn đéo bắn được leo pát. Địt bắn đéo bằng anh Dũng level 1 ấy kìa, địt cột mẹ. Trận đấy em trên anh Dũng. Trên anh Dũng. Thì anh còn đi so với anh Dũng nữa à? Địt cột mẹ rồi. Level 1 so với anh với anh level lên một mười lên một một mày có liêm sỉ không? Chấp nhận mày có liêm sỉ không? Chấp nhận anh leo bàn hai mà chỉ là không hợp thời thôi đúng không? Nhà nào bao đời ba đời chị không bắn được với leo ít mẹ chị nội chị ngoại mệt vãi luôn. Không sao em vẫn chiến địch chung mà ít mẹ sao nó lại có thể nghĩ được cái như thế rồi thì vẫn đỉnh. Tìm gái rồi. Ừ, nhớ quên. Phải, chỗ em là không được bắn người, không thấy địch đâu cả. Vãi luôn, thì mỗi lần lấy địch em chết luôn, thì mẹ bỏ ba thùng. Không phải, mày nghe thằng Leopard nó phân tích không? Em lên đấy nhớ nó ở đấy thì sao? Em ra nhớ nó ở đấy thì sao? Thì cái lồn, thì mẹ mày cứ thì như thế thì bao giờ mày phải được bắn nhau. Thế phải lồn anh báo xong em lại phải phi lên em bắn hộ anh nữa. Ừ, anh em mình là cái gì nào? Đấy, đi mẹ. Mẹ mày các nhà mình lại có chết. Có chết thì cũng là anh em. Mẹ vãi lồn mày lúc này anh leo lại thí bộ à? Anh có thí đâu, ông Dũng bắn một mình một đường ở đấy. Nghĩa là địch đẩy đâu? Chửi luôn. Địch thì con mẹ mày thế bây giờ mày report nó đẩy đấy anh Dũng cẩn thận. Địt mẹ tao bắn chết một thằng rồi, đúng không? Tao bắn là chết thì em tao bắn yếu tiếp thằng trên đấy rồi, trên lầu rồi. Thì biết phải phân tích cho anh thế nào cho anh hiểu là đi. Em đi đường của em thì em phải bắn đường của em. Kiểu là với ai đấy lo, đúng rồi. Anh em mình là anh em, nhưng mà tiền ai đấy tiêu với ai lo. Đấy là đéo có thằng nào được vay thằng nào, đúng không? Thằng nào canh đường thằng đấy. Bố mày đéo liên quan gì đến mày, kể cả tao anh mày hiểu, là anh em. Hiểu, anh Dũng hay có họ hàng gì thằng Leo không? Không đúng không? Đúng rồi, đấy. Thế thì đúng rồi. Không có hàng gì, bây giờ là địch bắn anh Dũng là việc của anh Dũng. Còn thằng Leo nó vẫn phải lo đường của nó. Còn trừ khi là anh em ruột thịt thì thằng Leo nó mới ra cứu. Chứ bây giờ liên quan đéo với người Dũng nước lã là cứu kể nhau cả, này, kể cả là có đồng hao nhá. Ừ. Tài sản đang hoàng đúng không? Hào. Lý đến gì vậy? Hào cái bản trang là mẹ hào. Mệt đéo chịu được. Anh em đồng hao là cái đéo gì không? Đồng hao là cái đội cùng làng chơi cùng nhau từ tuổi bé cơ mà, chứ có phải là đồng hao là anh em ruột đéo đâu. Không phải, đồng hao là mấy thằng đứng ở góc che làng các kiểu xong rồi. Đấy, cùng làng con gì? Máy các kiểu đúng không? Đấy là không phải đồng hao. Đồng hao là sống cùng làng, cùng một lứa chơi với nhau thì nó gọi là đồng hao. Sao em tưởng là thế cái mà kiểu anh Dũng cưới chị và em cưới con em thì có... đúng rồi, cái đấy đúng rồi, anh em đồng hao là anh em cọc chéo. À, anh em cọc chéo. Đấy là cọc chéo. Ừ, cọc chéo cũng là đồng hao. Thế hả? À? Ừ. Mẹ, anh em học lại văn học thôi nhá. Đấy, nhà bà. À, cái kia là đồng niên. Rồi. Được. Nhìn video tiếp này. Đấy, bây giờ anh em phải họp bàn chiến thuật trước khi vào trận, đấy nhá.
Bây giờ tao cho anh em 4 phút để họ bàn chiến thuật trận Inferno này. Làm thế nào? Bài toán bây giờ làm nào để không bom xe không bị thủng. Chúng mày thử đề xuất các phương án cho tao xem. Bên thỏ bắn đâu? Em bắn đâu? Em bắn nối đi. Ờ thì anh bắn boiler, xong rồi. Thôi đi mẹ mày nghe. Ủa, nghe rồi, lại chuẩn bị thủng rồi. Thế không, không nó nói thiếu, nó thiếu là xong team mình rồi. Ờ xong team mình rồi. Thế không đổi gì so với trận trước à? Thế thì khác đéo thì nào cai trận trước bắn thế đâu. Rồi trận trước là em bắn, em bắn pit. Anh bắn không, anh bắn pit, anh theo bắn pit hợp lý mà nhỉ? Ôi dồi ôi, địt mẹ toàn eco, toàn bị bắn chết ở pit. Đéo giết thằng nào em ạ? Yeah, nó vã vào mồm em ạ. Ở đây thấy chưa? Bây giờ lời giải thích đơn giản là nó bắn vào mồm thằng Leo, thế thôi. Thôi, đoàn kết là chiến thắng, đoàn kết là chiến thắng. Kết. Anh em đập tay nhau, đập tay nhau, đập tay nhau, đập tay nhau, mãi bên nhau bạn nhá. Đoàn kết là chiến thắng, đoàn kết là chiến thắng. Mà đéo chiến thắng được thì mất đoàn kết. thiếu một kìa, chém luôn đấy. Chém luôn. À. Thiếu một chứ mà chúng ta vẫn thua. Đã thấy thua rồi đấy, địt mẹ, bắt đầu chuẩn bị mất đoàn kết rồi. Thôi bắn T-side trước, được. BB đánh đâu? Ờ, BB đánh bài BB, thôi đéo được, đánh A đấy. BB đánh đi, BB đánh. Từ, anh ấy pick. B chết đấy. BB. Ôi à, va luôn. Pit còn, pit còn, pit còn, pit còn, pit chết rồi, pit chết rồi. B cuối, thằng bắn op. Op ấy. Ờ, thằng bắn op. Thứ viện, op. Ngách rồi, thằng leo ra chết đây, chắc chắn. Mẹ tao nói có bao giờ sai đâu, người lớn nói phải nghe, hiểu chưa? Leo nói gì đi cho bom men nó tự tin, thêm phần tự tin đi Leo. Leo nói gì á? Nhìn bảo chứ bà. Cặc, mày có thấy mày có ngôi sao hy vọng nào trên người chưa? Mẹ. Ngôi sao thì kiếm lúc nào cũng được. Nó là trong túi đây nhà em mà. Bắn. Mở tủ là có. Quân hàm đầy trong tủ. Cái máy lô thì đít con mẹ. Đoàn kết là chiến thắng, đố mèo. Đúng rồi, hoan hỉ. Ừ, mãi ổn. Đi con mẹ. Lâu, bình thường em gánh anh Dũng nhiều, và bây giờ anh Dũng gánh em 1-2 trận. Đấy là tình cảm nó đi lên. Lên rồi. Anh em đồng hao, anh em đồng hao. Giờ để em gánh anh Dũng, đúng không? Ừ, giờ được. Để em. Đây, một mít đây. Mà nói được không? Yếu lắm rồi, lục coi. Mẹ mày. Anh vào. Một nỗi yếu nhá. Nỗi quý yếu. Mẹ mày. Thế là xong. Mấy con chó ngọng này. 3B. Anh Dũ ơi, có flash mid không? Thằng boiler thằng kia đừng trèo lên lầu. Flash đi anh ơi. Flash bên nào cũng được. Kết nối cho em. Mày tao biết ngay mày ở đây mà, đi mẹ. Tao có nối. Tách về nối à? Tao bảo đừng đi lâu rồi, đừng có. Nó đẩy mít. Ok, chạy đi. Tăng VB. Rồi. Rồi không phải tăng VB cái lồn hết vào A đi, bắn chết cụ đi. Có một thằng nhá. Biết rồi. Đầu A. Kệ mẹ nó ở đâu, không cần quan tâm. Đây này, thấy chưa? Bên sau những cái nào nó yếu tiền đừng đi lâu em ơi. Con mẹ anh em sao chơi càng mất não nhỉ? Rồi lên A luôn, lên mid nối luôn này, smoke wailer này. Ui, lên luôn, mid bên trái, mid nối thôi. Mid nối đấy. Mid nối, ăn thằng nối đi em. Mỗi thằng đấy thôi. Mỗi thằng đấy thôi. Vào trong bom, bên. Ôi, trong bom clear. 2B cuối. Nó đang lên mid. Kiểu nó chạy đến nơi rồi. Cẩn thận vào boiler, đứng bọ, leo đứng chỗ đẹp rồi, đứng sát trái kìa, không hở. Sao mày... Ôi thằng kia off, cương luôn. Ôi... Trời... Anh leo... Cứ làm cái lồn nối. Nó lại sống không biết rồi. Địt mẹ mày. Thằng lồn này chi có đẩy bà. Ra bắn đi anh em. Một nữa ở đâu? Second. Con mẹ. Sao anh em đi second mid cầu lồn toàn bị nó đẩy. Như này đầu chuối hay bắn trong xa.
Trong sai đi, tí tao smoke thì đứng cương sau smoke luôn. Để đừng có stack sử dụng gì hết. Lên luôn. Này, rớt B này, trả smoke này. Đứng sau smoke kê đi. Nhảy qua đây. Tao nói qua giờ sai đâu. Chúng ngay. Nữa đây, trong smoke này. Ai đẩy ra gần không? Tao bút cho quả flash vào tay. À không, thì bắn đi, bắn đi, không cần đâu. Vẫn chuối này. Anh Dũng có phải đấu đâu anh Dũng ơi. Rồi, đứng stack rồi đúng không? Nó vào này, nó vào này. Ờ. Stack được. Địt mẹ mày này. Luôn. Thằng ốc vật. Có flash đây, bên đây. À không, không phải. Nó flash này. Rồi, dập rồi, dập rồi, flash luôn đấy. Ôi, địt mẹ mày. Nữa, nữa, đông, 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 đông. Nữa, nữa, bom ơi. Ôi. Em back luôn. Ôi, hai trong bom, hai trong bom. Hai lồn, anh ném nét rồi, anh phải chạy. Cố giữ ách nhanh em. Ờ, chết rồi, chết rồi, thằng. Hai, từ từ từ. Một đặt bom đi phong. Một thằng ném lửa, hai trong bom rồi. Anh đoán đi thôi. Thằng nào thằng kia có thể là đang đặt bom đi phong, đi phong. Ôi, 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 từ từ ấy lâu, từ từ thôi. Ném nét, đúng rồi, góc vuông, đoạn góc vuông với đoạn bom đi phong ấy. Hai. Mẹ mày, mấy con chó này chỉ có phi thôi, mấy con chó ngọng này. Hai mít, hai mít, hai mít, hai mít. Ôi, không có, không có. Nó phi đấy, nó phi bên đối đấy. Phi mít đúng không? Ôi, về luôn anh Dũng ơi, về 2 CT luôn. Đông. Về 2 CT luôn. Đối rồi, mất đối rồi. Okay. Nó tăng CT, anh Dũng ơi, kê bên phải đi, em kê bên trái nhá. Đây, đây, đây. Kê đẹp đẹp vào. Rồi. Bom rơi A, bom rơi A, bom rơi A, bom rơi A. Hai, từ từ anh Dũng ơi. Em vào thư viện rồi. Biết rồi, biết rồi. Nối con, nối con. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, cứ từ từ, cứ từ. Đang ở nối đây. Đang ở nối đây rồi. Đồng đội cứ từ từ. Flash cho anh, flash cho anh, flash thẳng cho anh. Mẹ mày, mấy con chó ngọng này, tao đoán ngay mà. Chỉ có phi thôi, địt mẹ mày. Phi đó đi. Ok. Bắn kiểu mất dạy, học hành đéo tử tế, địt mẹ bỏ học. Lướt B, trả từ từ, trả lửa luôn anh ơi. Trả lửa anh Dũng ơi. Trả lửa, trả lửa. Trả. Đang trắng vãi luôn, đây trả lửa rồi. Nó smoke này. Ôi, từ từ. Anh smoke lại ngược lại. Ôi, dập spam đi, spam thẳng đi. Rồi hay. Hay, spam thẳng đi. Rồi trong bom đau. Chết bao, chết bố rồi. Ôi từ 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 từ. Chạy qua lửa. Rồi đặt bom vào trong bom cuối. Ôi từ từ. Rồi. Biết bắn luôn. Địt mẹ nhà mày, mấy con chó ngọng này. Địt mẹ nhà mày. Mới tập chơi game à con em? Nó vừa xuống nó mày nhà mày cho ship xuống. Đây đây anh có. Để anh Dũng này. Em đã đọc hết rồi, Dũng ấy ném quả lửa hơi chậm. Em không xuống được. Không xuống được. Xuống không sao được. A đông, A đông, biết rồi, biết rồi. Một lâu. Mạch đây anh Dũng ơi. A vào. Chết này, nhặt xuống ấy anh Dũng ơi. Thôi anh chạy rồi, anh chạy rồi. Đi. A vào á. Yếu rồi. A vào. Ok. Ôi. Em đang bị bắn thằng lâu. Một bit. Một lâu, một lâu, một lâu. Chết, đừng chết, đừng chết anh Dũng ơi. Anh chết là thua luôn. Yếu rồi nhá. Trong sang một lâu một. Lâu à? Anh Dũng vào trước đi, anh Dũng vào trước đi, ra đi. Chết, trong bom. Trong sang. Đéo thể đỡ được trận đéo nào cũng như trận nào.